tắt ra nhá. Thôi tắt đi chị ơi. Thằng nóng nhá. Kéo đấy, kéo vào tay đấy. Không giờ. Mai ơi, cho chân vào đây mà thui này. Ờ thế chị cho. Nhấc nhấc cái nước cái xuống thôi được rồi đấy. Thôi về để lấy con dao cạo chị. Thôi không cần nước đâu. Đấy, bỏ tay em mai máu, máu thủ lắm tiết vọng lắm anh ơi. Từ từ, biết là nhiều tiết vọng. Thì lấy bát bốc ra đây nhá. Đây không vòi anh. Thì lấy là lấy bộ ra rồi lấy múc. Vâng. Thôi thì nó đặng lại thế này, nó cứ tìm bên này này. Cắt cái này đã. Cắt cứ hoành ra. Phúc giữ cho nó cái này. Cắt sát bên kia Nguyên. Dạ. Cắt sát vào sườn đi. Múc tiết đậu này. Từ. Ừ, bỏ dao ra đã. Chặt cái xương đi chưa? Để anh nòng anh xí mỡ nha. Một con nòng con lại ngon anh ạ. Nghe, nòng con lại ngon đấy. Chú bóc đi, bóc cái bộ gì ra trước đi. Cái túi đựng đồ đâu. Thường ơi. Vỡ cật. Thôi không còn nước nữa rồi. Không cần. Bọn này nó lịch sự ấy. Nó có nói dài không đúng không? Anh ơi thêm máu mũi hết ra rồi. Lấy tiêm đậm. Ăn rồi, ăn rồi. Như con chó kia đây. Ăn rồi nó nhím nhắp kìa. Thì hay như này. Lại chặt ra giữa trước rồi. Chặt cái gì bỏ ấy thịt còn nướng nữa. Nọc cái thịt nướng ra đã anh. Lấy con dao khác đi. Kia còn một dao trên. Mèo nó lại kia. Đúng con mèo nó ăn kia. Ngon lành luôn, tổ sư. Gà nó cũng đang hò. Mai ơi, cái kìa. Mai giờ mới đi tìm. Ôi trời, cứ nọc thịt luôn anh nhá. Dạ. Đang nọc thịt ra đây. Nhà mình một nửa mình đổ cái nọc ra chúng mày tí mà. Phan.
mẹ vào đây rồi. Nê ban phải, nê ban. Ăn thịt lợn mà sợ lúc ấy nó không ăn. Nếu lợn chi à, không ăn thôi. Lên nha. Một chuyện lên đấy đi. Sờ vào cái là hết đau ngay. Hả? Sờ vào cái hết đau ngay. Cái này để tí nữa cho em. Con này đéo có mỡ thì làm mỡ. Đầy đi nè. Mỡ đầy đi nè, vú đi nè. Mới làm nó nhiều cũng nổi. Nòng mất ngon. Rau. Rau nhiều rau cũng không ngon. Rau nạc. Nạc. Đậu. Làm sao bán được đúng không? Thầm nè. Máu ở đây này còn bao nhiêu nữa mình là ai luôn.